kính chúc. Kính chúc quý ngài pháp thể kinh an chúng sanh dị độ và kính chúc toàn thể chư Phật tử một mùa Vu Lan an lành, hạnh phúc bên gia đình. Xin quý vị một lần nữa hoan hỷ cho lần đầu tiên ban tổ chức chùa Hương Đạo tổ chức chương trình đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cho nên có những trở ngại, những trục trặc, kính xin quý vị hoan hỷ tha thứ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Phó Thanh Thống Nghiêm Hương và xin Thank you.
Yeah.
chiêm căn cổ đàn chiêm thể tất cả chư Phật tử tâm hướng tâm vào thanh tịnh tam biệt cổ đàn tập chúng mình hồi hướng chúng ta đến cho thân mẹ thân mẹ bị chuyển tiền bị nam mô Da Sa Phật Pha Bye.